Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn trận cờ vô cùng đỉnh cao của Ngọc Thuật Thần Quân Tử Xuyên và danh thủ đấu án binh đánh tại vòng thiếu thứ nhất trận lượt về của Big Green Boy năm 2020. Trong ván đấu trên, bên đỏ của Tử Xuyên là người cầm đi tiên, anh lập tức chơi phương án cờ là phi tượng cuộc. Bên đen đóng trung pháo để phản công. Bên đỏ binh 3 tiến 1, đấu án binh đã phát triển đường cờ mã 8 tiến 7. Bên tiên mã 2 tiến 3. Bên đen xe 9 bình 8. Xe 1 bình 2 và đây thì bên đen đã có hai nhánh cờ. Trong thực chiến thì bên đen của danh thủ đấu án binh đã lựa chọn biến hóa xe 8 tiến 6 ngay để khống chế điểm cao. Ngoài phương án trên thì bên đen cũng có thể hình thành hệ thống chạy con pháo 2 bình 4 qua. Đây là một cái đường cờ mang tính chất bình ổn và trầm lắng hơn, nó mang nhiều cái màu sắc của sự phòng thủ chủ động. Trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen đã rất muốn tấn công, lập tức đi đường cờ xe 8 tiến 6 ngay. Bên tiên của Tường Xuyên là một cao thủ rất mạnh ở khả năng khai cuộc hay là người có trí nhớ siêu việt của làng cờ tướng Trung Quốc, lập tức đi đường cờ mã 8 tiến 7 ngay. Bên đen chạy xe đề mã, bên tiên xe 2 bình 3, chúng ta tưởng chừng như là bên đen đang có thế tì đè nhưng thực chất đây không phải là điểm mạnh. Về sau thì bên đỏ có thủ pháp binh 7 tiến 1 tiến tốt và đe dọa cái đường cờ tiến pháo bắt xe. Trong hình cờ tiếp theo, bên đen lựa chọn biến hóa là đường cờ 2 tiến 1. Ngoài bên trên thì bên đen cũng có thể đi một lựa chọn khác là đường cờ xe 7 bình 8, chấp nhận mất nhịp để tách xe qua. Đây là cái biến hóa có phần tốt hơn. Trong thực chiến của ván đấu này thì danh thủ đoán minh lựa chọn đường cờ mã 2 tiến 1 để phát triển quân ở cánh còn lại. Bên tiên, Tưởng Xuyên lập tức đi đường cờ binh 7 tiến 1. Các bạn thấy ngay ý tưởng tiếp theo sẽ là hệ thống pháo 8 tiến 1 để bắt chết xe. Đánh cờ ra hình trên thì chúng ta thấy được là hai đầu tốt của bên đỏ đã đều phát triển rồi, trong khi đó thì con xe ở lộ 7 điểm mạnh thứ nhất của bên đen đã bắt đầu phải rời đi. Bên tiên tách pháo qua tránh đòn. Đào Hoàn Minh tách pháo mở mặt xe. Bên đỏ lập tức xe 9 bình 8. Bên đen xe 1 bình 2 và đường cờ tiếp theo phương án pháo 8 tiến 4 ngay để phong tỏa. Ngoài phương án trên thì cũng có thể đi đường cờ pháo 8 tiến 6 để chặt đường xe. Bên đen mã 1 thoái 3, bên tiên tiếp tục tiến pháo để cô lập. Sau khi bên đỏ đi đường cờ đó thì trong thực chiến danh thủ đoán minh lựa chọn biến hóa binh 5 tiến 1. Nhưng ngoài bên trên thì bên đen cũng có thể đi lựa chọn pháo 5 thoái 1 về. Đây là một cái biến hóa rất muốn đấu cây. Chúng ta có thể thấy pháo quật qua thì đứng ở cân bằng thôi. Còn trong hình cơ bên tiên có thoái về thì bên đen vẫn là thủ pháp pháo tiến 1. Trong thực chiến của ván đấu trên, lựa chọn của bên đen của danh thủ đoán minh là đường cờ binh 5 tiến 1. Một đường cờ không có quá nhiều tác dụng về sau khi mà chúng ta thấy được là con mã 3 của bên tiên đang rất mạnh, có thể bất ngờ có thể nhảy qua bằng đường cờ mã 3 tiến 4 để tấn công, và cái đường xe 1 bình 3 ở trước đó của bên tiên có tính toán rất sâu. Các bạn sẽ thấy được là bên đen rất khó phòng thủ ở lộ tượng ở trục 7. Bên đỏ xị 4 tiến 5. Bên đen cho pháo thoái về và dĩ nhiên là đường cờ chạy pháo ngay. Pháo 8 tới 2, và sau khi bên đỏ đi cờ pháo 8 tới 2, trong thực chiến lựa chọn của đoàn minh là hệ thống cờ xị 6 tuyến 5 để củng cố trung lộ. Ngoài biến hóa trên thì bên đen có hai biến hóa khác nhưng tất cả đều không thoát khỏi sự tấn công rất là mạnh của con xe mã tốt ở trục 3 của bên tiên. Các bạn thấy được mã có đưa lên trung lộ thì sẽ bị bên tiên người ta sẽ thả đường cờ mã 3 tiến 4 ngay, vừa bắt mã vừa tranh nhịp để có thể đi đường cờ binh 3 tiến 1 phế tốt để bắt xe. Trong biến khác, bên đen muốn phát triển bằng đường cờ mã 3 tiến 1. Đây là cái thủ pháp có thể nối tiếp hệ thống cờ binh 1 tiến 1 thì sao? Khi đó bên đỏ hoàn toàn có thể phát triển quân bằng đường cờ mã 3 tiến 4. Đang phục cái đường cờ binh 3 tiến 1, xe có chạy qua là lập tức phá 1 binh 3 ngay. Các bạn thấy đây là hình cờ mà bên tiên vẫn có tính phản công rất cao. Trong thực chiến của ván đấu này thì danh thủ đoán minh người cầm bên đen lựa chọn biến hóa xị 6 tiến 5. Bên tiên của Tường Xuyên tới đây đã cho phát triển mã qua. Bên đen chạy xe trước. Bên đỏ pháo 1 bình 4. Tiến xe lên và tiếp theo đường cờ thoái pháo về, bắt xe. Và đường cờ mã 4 tiến 3. Các bạn thấy là về sau sẽ với sự hỗ trợ của xe lộ 3 sẽ có thể đưa được con tốt 3 tấn công. Xe 2 tiến 2. Binh 3 tiến 1. Lượn mã lên và tiếp theo đường cờ chém mã và pháo đầu ngay.
bắt buộc ăn tượng qua và tiếp theo đường cờ tiến tốt để bắt cây. Đón mình cho thoái mã về và trong đường cờ tiếp theo thì bến đỏ của Tường Xuyên, anh lựa chọn biến hóa là đường cờ C3 tiến 4 để khống chế cao điểm. Ngoài bến trên thì bến đỏ cũng có thể đi một đường cờ rất cao, đó là hệ thống cờ binh 3 binh 4. Các bạn thấy đây là cái đang giải cái thủ pháp có thể bình vào bắt trên mã, trong khi đó thì bên đen đứng ở vị trí rất là xấu. Các bạn thấy ngay lưu ba bên đen sai lầm đi một đường cờ mang tính chất không có quá nhiều là lập tức chạy qua đây ngay, là bên đen hết đường chạy. Trong đường cờ mà bên đen phát triển đường cờ mã 6 tiến 7 qua thì sao? Khi đó bên đỏ vẫn có thể đi đường cờ phế trước đoạt sau. Mã qua là đường cờ xe 3 tiến xuống ngay, các bạn thấy là không thoát được trong thì cờ trên, bên đỏ phải rất yêu. Trong thực chiến của ván đấu này thì lựa chọn của anh thủ Tường Xuyên là đường cờ C3 tiến 4. Bên đen đỏ Hán Minh đi đường cờ tiến tốt cũng như là đường cờ tránh khỏi điểm tấn công, bên đỏ ăn qua xe chạy qua và lập tức đường cờ cắm con pháo qua ngay. Các bạn thấy hình thành cái thế công khi có pháo góc, trong khi đó thì các lộ tốt và xe pháo của bên tiên đều rất thoáng. Trong thực chiến của ván đấu này thì bên đen đi đường cờ là xe thoái một về, một đường cờ không có quá nhiều mục đích. Ngoài bên trên, bên đen có hai biến khác có thể nghĩ tới. Đầu tiên là biến hóa chạy xe qua. Đây là cái biến hóa các bạn thấy là sau khi đấu cây thì bên đỏ vẫn khá mạnh khi có thể đi tiếp đường cờ và pháo 4 tiến 4 ngay. Đây là cái thủ pháp có thể bất ngờ dọa con tốt biên khi con xe đen rời đi hoặc có thể đóng vào trung lộ, đều là những đường phản công rất tích cực. Còn trong hình cờ mà bên đen đi đường cờ lăng mã qua để che đường không cho xe cắm xuống tấn công thì sao? Khi đó bên tiên có thể lượn được đường cờ mã 7 tiến 6 để tranh công. Các bạn thấy mã mà thoái về là có thể lăng qua đây tấn công theo cánh khác ngay. Mã 4 tiến 2 rồi mã 2 tiến 3 đều là những nhánh cờ rất là có lợi dành cho bên tiên. Trong thực chiến của ván đấu này thì trong hoàn cảnh rất là khó khăn, bên đen đã lựa chọn biến hóa là xe 3 thoái 1. Bên tiên tiếp tục tiến xe qua, đang phục dài và thủ pháp có thể điều binh khiển tướng để có thể tiến tiếp đường cờ xe 3 tiến 4 để tấn công vào đường sĩ trung tâm. Thoái về che lộ, thiên mã lên bắt xe, chiếu tướng và tiếp theo đường cờ pháo 4 thoái 2. Sau khi bên đỏ của con thần quân thoái con pháo về thì bên đen trong lựa chọn thực chiến cũng đã phải buông cờ nhận thua, bởi đầu Hán Minh cảm thấy không thể phòng thủ được trước sức tấn công rất mạnh của bên đỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm một số nhánh cờ có thể đi tiếp theo. Rõ ràng là bên đen sẽ phải chạy xe đi trước đường tấn công của con mã. Khi đó bên tiên có thể thả tiếp bằng đường cờ mã 6 tiến 8 ngay để tranh một loạt những đường cờ rất là có lực. Xe chạy đi là bình con tốt qua đây để tấn công. Mã qua là tiến tiếp đường cờ C3 tiến 2. Rõ ràng là bên đen không thể thoát mã đi. Mã qua đây là bên đỏ người ta sẽ có thủ pháp nhảy những đường mã để tấn công. Xe qua đây là có thể tiến xuống là thua ngay. Trong một hình cờ mà bên đen giữ mã để phòng thủ đường xe bằng hệ thống cờ xe 9-8. Khi đó bên đỏ có thể đi tuốt vào trung tâm để hình thành cái thế cướp tượng. Tượng treo lên là có thể chạy qua đây. Các bạn thấy rằng để vớt tượng đáy là cũng sẽ không thể tránh khỏi một trận thua. Và rõ ràng đây là cái biến hóa mà bên tiên với lực cờ của Tường Xuyên thì bên đen của đoàn mình cũng không thể tránh khỏi một kết cục bẽ bàng. Như vậy kênh Học của Tuấn Lai vừa cùng các bạn phân tích và đánh trên một ván cờ rất cao, đặc biệt mạnh ở phần khai cuộc của danh thủ Tường Xuyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.